Hello, xin kính chào quý khách hàng thân yêu của Enica Việt Nam. Ngày hôm nay Enica mới về một sản phẩm khá là hot trong phân khúc hạng B, đó chính là Honda City. Phiên bản top là phiên bản cao cấp nhất của dòng Honda City, được sản xuất năm 2017. Mẫu xe này đã chạy được hơn 5 vạn rồi, và để sở hữu mẫu xe này bây giờ các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng hơn 400 triệu đồng thôi. Và mẫu xe này Enica vẫn hỗ trợ trả góp vay đến 70% và thời gian vay tối đa là 5 năm. Thì đâu đó nếu mà chúng ta muốn mua trả góp thì chúng ta chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 170 đến 180 triệu thôi là đã sở hữu mẫu xe Honda City phiên bản top 2017, màu đỏ đô, nội thất đen, rất là đẹp nhá. Rồi xin mời chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết mẫu xe này. Vâng thưa các bạn, đây là một mẫu xe được sản xuất năm 2017 và được đăng ký tư nhân một chủ vào cuối năm 2017, chính xác vào ngày 27 tháng 12 năm 2017. Thực ra thì một mẫu xe mà được đăng ký lăn bánh vào cuối năm bao giờ thì sướng hơn. Bản thân phải là một người đi mua xe hoặc nhập xe về cũng thế thôi. Khi mà kiếm được một mẫu xe mà đăng ký lăn bánh vào cuối năm 2017, nó thực sự nó vẫn khác biệt so với những chiếc xe mà đăng ký vào đầu năm. Đây là một mẫu xe thuộc phân khúc hạng B thì các bạn cũng biết rồi. Đó, có một màu đỏ đô và nó rất là nổi tiếng về cái độ bền, độ tiết kiệm nhiên liệu. Đó, thì mẫu xe này theo công bố của nhà sản xuất thì chúng ta đi đường hỗn hợp đâu đó nó chỉ có rơi vào tầm hơn 5 lít thôi. Khá là tiết kiệm, thì chúng ta có thể kết hợp chạy dịch vụ và đi gia đình đều là ok. Và đây là phiên bản top thì các bạn cũng biết rồi, là phiên bản cao cấp nhất. Đèn pha của mẫu xe này được trang bị là đèn pha LED, còn phiên bản CVT chỉ được trang bị là đèn halogen thôi. Đó, những cái chóa đèn pha của nó này sau 5 năm sử dụng nó còn rất là ok. Ở đây thì xe đang để ngoài trời mưa nên là không biết là các bạn có nhìn rõ không. Tiếp theo nữa, cái phần mặt ca lăng, những cái viền cà lôm của chiếc xe này nó còn rất là sáng. Nắp capo thì hiện tại cũng chỉ có một vài vết sức răm nhỏ thôi, nó cũng không có bị chảy móp gì cả. Đó, capo thì có hai cái đường gân nó dập sâu xuống thì nó tăng thêm tính thể thao cho chiếc xe này khá là nhiều. Đây chúng ta có thể nhìn thấy nhá, đây là một mẫu xe của Nhật Bản và một mẫu xe hạng B thôi, nhưng mà nó thiết kế rất là thể thao. Đó. Rồi xin mời các bạn sang phần phía thân xe này một chút. Trước khi chúng ta tìm hiểu phần thân xe thì chúng ta xem cái phần la răng. La răng của Honda City phiên bản top hay phiên bản CVT thì đều được trang bị bộ mâm hợp kim nhôm đa chấu. Đó, chúng ta nhìn nó rất là khỏe khoắn luôn. Hơi tiếc một chút thì xe chỉ được trang bị hai phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là phanh tăng trống. Hiện tại thì Khải đang nhìn thấy cái bộ mâm của mẫu xe kết hợp cùng với cái lốp nó còn khá là ổn. Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái lốp mà đang đi theo xe như thế này thì chúng ta còn có thể chạy đến con số khoảng 4 đến 5 vạn nữa. Rất là ok. Rồi đây chính là phần thân xe của mẫu Honda City, chúng ta nhìn thấy không ạ? Mặc dù hạng B thôi nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái sự hầm hố, độ trường xe của mẫu xe này còn rất là ok. Và Khải rất thích một cái tính năng, đó chính là cái tay nắm cửa của mẫu xe này. Nó trang bị rất là thông minh. Thì chúng ta có nhìn thấy đây, tay nắm cửa mạ chrome và có nút bấm keyless entry ở đây. Đó, khi chúng ta mở cửa thì chúng ta chỉ cần thò tay vào đây là cửa tự mở, và khi chúng ta đóng lại thì chúng ta chỉ cần đi xa thôi, rất là tiện ích luôn. Và xe đã được trang bị là chìa khóa thông minh Smart Key đây rồi. Rồi tiếp theo nữa nhá, thì phải nói đến hàng ghế thứ hai của mẫu xe này. Vừa nãy Khải đã nói rồi, nó vô cùng là rộng luôn. Đây chúng ta đang nhìn đây, nó rất là rộng nhá. Có thể nói là City và Vios là hai mẫu xe trong phân khúc hạng B có hàng ghế thứ hai có thể nói là ưu điểm vượt trội luôn. Và đặc biệt City được trang bị thêm cả cửa gió hàng ghế thứ hai, rất là ok trong thời tiết mà mùa hè mà có nắng nóng. Đó, đây chính là bộ ghế da nguyên bản của mẫu xe này. Đây là phiên bản top thì xe được trang bị là ghế da, còn phiên bản CVT thì chỉ được trang bị là ghế nỉ thôi. Ghế còn khá là ok. Những dòng xe Nhật thì các bạn cũng nên chú ý rằng là ghế xe Nhật thì thường thường nó sẽ không được đẹp, không được chất lượng như những dòng xe Hàn đâu. Ở đây thì bên dưới sàn xe thì bác chủ xe cũng đã bọc sàn da hết rồi, rất là sạch sẽ và chúng ta dễ dàng vệ sinh. Đó. Vâng. Cốp của Honda City được trang bị dung tích là lên đến 520 lít. Cũng là một chiếc cốp siêu siêu rộng trong phân khúc hạng B. Thậm chí nó có thể rộng hơn một số xe hạng C. Đó, cốp rất là rộng và ở đây chúng ta nhìn thấy là cái phần cốp nó tương đối là sạch sẽ. Đây, lốp sơ cua, dụng cụ thay thế lốp đầy đủ hết. Đó. Rồi xe được trang bị cam lùi này, cam lùi ba góc chiếu nhá, zin theo xe, cảm biến, bốn mắt cảm biến cũng zin theo xe Honda City.
Toàn bộ các kính lái, kính cánh cửa, kính sau cốp đều được bác chủ xe dán phim cách nhiệt hết rồi. Đó, cụm đèn hậu của mẫu xe cũng đều là nguyên bản hết, chưa có bị nứt vỡ hay bị nước nó vào bên trong hay hấp hơi gì cả. Đó, xe Nhật thì nó được cái phần đèn pha với đèn hậu nó rất là ok. Rồi, bước vào trong khoang nội thất của Honda City thì đầu tiên chúng ta cảm nhận thấy rằng đây là một mẫu xe Nhật nhưng mà cũng được khá là chiều lòng khách hàng khi nó được trang bị tương đối là nhiều option. Đầu tiên chúng ta phải có thể nói đến về công nghệ an toàn, ví dụ như là xe đã được trang bị về cân bằng điện tử rồi này, 6 túi khí, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp rồi. Đó, ga tự động cruise control. Ở đây thì trên vô lăng còn có cả phím đàm thoại rảnh tay, rất là hay. Để chúng ta nghe thử âm thanh nhé. Rồi thế thôi, bản top thì được trang bị là 8 loa, còn phiên bản CVT thì được trang bị là 6 loa. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy đây, nút bấm khởi động engine start top nó còn rất là mới luôn. Đây, chúng ta nhìn vào những chi tiết khá là nhỏ có thể đánh giá được một chiếc xe chủ xe đi có giữ gìn hay không, có chạy nhiều hay không. Và đặc biệt là City được trang bị một cụm điều hòa cảm biến ở đây, điều hòa tự động cảm biến, nó rất là đẹp luôn. Và nó khá là giống những dòng xe sang, cảm biến cực kỳ là nhạy. Đó, phần trần xe rất là sạch sẽ, không có bị xù lông, không có bị bẩn gì cả. Những cái tấm chắn nắng này cũng thế này, còn rất là mới và khá là chắc chắn luôn. Đó, ghế đây, phải nói rồi, vô lăng cần số của một mẫu xe chạy hơn 5 vạn nhé, và đăng ký cuối năm 2017, còn khá là mới. Vô lăng trợ lực điện, City và Vios, Khải rất thích cái trợ lực của hai mẫu xe này, bởi vì nó không nhẹ quá và nó cũng không nặng quá, nó rất là vừa tầm và cảm giác lái nó khá là thật. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Honda City Top 2017 chất xe chạy hơn 5 vạn, đăng ký tư nhân một chủ cuối năm 2017, giá bán chỉ có hơn 400 triệu đồng thôi. Các bạn quan tâm mẫu xe này xin mời hãy nhấc máy gọi ngay cho Khải nhé. Số điện thoại của Khải là 1881, các bạn cứ gọi là mua được xe.